lúc cô cầm được buồn xa là nên bình gặp khắp hải yên để gặp lăng hạt rạm đồng rút lại để hội này mừng xàm đồng Việt Nam âm lịch buồn sang học bình gặp sẽ dẫn lìa các kênh trap kru thật là kết duyệt là tài nguyên nên lẽ lại dẫn lìa các kênh trap kru trình trang hầu hơn thật là kết sang kru đồng nên cả sáng buồn kèm ác hầu hơn thật là kết mừng buồn sang tâm duyệt là bẻ xả nốt sẽ gì hãy đêm nông chơi rai nà ra sơ đăng có hò mạ mình tiếp bị duyệt là lộ màu tâm kênh trap kru thật là kết đê không chính hẹ rụp xem lũ yểm ngà có dọa nên bước kẹp phía lên đêm là ra đúng cơ đập cổ thả ra kẻ cổ hợp bụi đêm nhưng nó xa hạt trăm nạch dùm phân chẳng cơ mộng đình lăng dạp phía cơ đập cổ thả ra kẻ tay nguyên đi là ra cơ tăng cơ chập thân tuổi bồi mà buôn sang tâm địa nà tay nguyên bó hông clay cơ trực ăn xếch khu nà cổ thả ra kẻ chinh chạp tay nguyên mò UNESCO tủ giáp cơ đập cổ sập lô lên anh hông cơ đập nâng mừng dùm núi mừng nên khu nà cổ thả ra kẻ tay nguyên mò hẹ clay chê kèm hậu bình gặp là chà ra tay kẻ cao lên nên mòm đình lăng con chinh dọn nâng việc cơ đập cổ chinh chà ra đi là rừng cơ chấp thả ra bác hô hình đúng chà ra tay nguyên là nít mcom chinh pul nuôi tuy rem hong nạch bọc ở dụm tổ tổng chinh chà tệ nập mcom chinh pul cơ đỏ môn pul chinh chà lẫn ăn cơ tọa choang làm buồn sang phun ta lại lâu rem tổng chinh ở đây hở dáng cơ sơ chăm xe học bình gặp hả đây này bùi ớ cái bị cơ ngờ ra hong cất rập nhẹ đường biển ta mừng cây kẹt kẹt phung kẹt thông chà lét cơ hở dáng lẫn nên bình gặp kìa rem cảm thấy rất hồi hộp và căng thẳng bởi vì em chưa có kiến thức cơ bản về anh tự bút cây bọc phun lại nên hay dứt có dọn ta anh tay cả tùm thọ lại phun anh tay mà hrem lại nên đâm cương tô trả lại tay piam dọt cơ bộ thầu piam tô cơ bình gặp để tẩy nạp truyền đạt lại cho các bạn trẻ sau này. Hôm nước buồn sang ngày đây, chinh trả nần lẽ ngân rập dùm, một lăng nần lẽ ngân đi và mực dưỡi nà. Luôn biết hôm nay hãy tiếp ta mừng nuôi tài nguyên. Hiện nay chinh trả ra có vang, mà làm vì đã còn ác, kẻ hành linh làm kẻ hãy tiếp mừng nước buồn sang. Sẽ chôm nuôi đề từ âm mô thổ tổng chinh trả ra chinh lạc lại cả bài đi. Nếu không biết sử dụng cồng chiên, thì đó là điều vô cùng thiếu sót. Đúng cư là bác ẩn tụng tổ rèm mòm nuôi kết thông tổng bằng bài kết rắp cụ thả ra kết cấp hộ đế. Dạ biếu, không ra cụ thả ra kết trình trả ra ẩn tục lạ ra lệ thuần lành. Đang dạy mà mình cũng phải dân dò là có nhiều khi nào là có nhiều con cháu lắc mông tồn làng con tạ cỡ lạc chỗ vết cỡ buồn lợm bị tùy hèm biết cái tồn làng cấp hộ đế làm buồn sau này là tiếp tục phải học hỏi mừng đúng cư là rèm tổng chinh phụng ở đây mò rèm lúc lèm rau tổng đúng mình hàng chinh phun làm cửm ác xe xì trồng tuê nằm hỏi xèm rau đi tục sảm rau clay dùm phần này đi mừng ảnh tụm tổ bìm trà lét cấp phụng ở đây clay kinh trực ăn bố lét nửy đê màu con ác rù thả ra kết bạch xèm trò đoạn này dì tâm lộ buồn nụy buồn sàng dưới bé xã nộp tì tài nguyên mòi buồn tổng chinh cơ đỏ choang hưng đa làm tung cửm ác làm buồn sàng bố gọi say để trình diễn các dịp lễ hội ở quy mô mượn nên cần nghe đề và trình mừng được buồn sang tây nguyên nền áo hạ độ cờ vàng tây nguyên luôn vang vọng. Qua lớp học này thì em có thể mừng ấn tụ hẹp này anh tây bra đùm gộp cái đẹp béo cái đập cổ thật cái đẹp Việt Nam sẽ mới tệ nắp lộm tô cây nực cười lì đầy lên anh cầm bùi hình tắt và cái đập cổ trình trả tây nguyên trúc học bình cấp là trả tài kỷ ngào trên thế giới. Thì hiện tại ở rạng này chà ở Đắk Lắk mồi nằm núi kết thâu khỏa thôn đục bẻ đi khả ta mức cây gần cực tương cơ đừng bắt sẵn chữ e cơ đừng bắt hầu hơn cho cơ tăng xâm lây lại nên trường thiên chà tụ mã lên tôm dọt tâm núi kết thâu lạc ai làm tâm vợ tụm tôm sẽ này ý ngheo cơ bọm gàm khứ cây chị trình chà ra tì tâm buồn sang thả ra bắt hầu hơn tâm chà ra tài nguyên đinh cơ cây bìm là ra tâm làng bọa đươm làm nên màu bọc bức nhảm nàl. Mai hãy ra cơ bùa, dưới xa làm mình nọ bé âm nuôi ở đục dạ bé bọc bức nhảm đươm làm buồn cla xa rời sắp cơ đế cổ nà chà ra đặc lạc. Học lập bìm mong cộng dinh, bìm la ra bọc đươm mừng nụy đê, thôn tuê bồ đọc tòa. Amai hãy ra, dùm chà ra plus bàn cho amai đầy làm buồn, cộng dinh y bùi bì cùng bọc bức nhảm cơ phung niềm nụy dụy bé. Mình chuyển lại cái nghề cho con em sau này
Còn tôm rọ cửa nặng này thì tệ này tiếp tục mà làm để giữ được bản sắc của dân tộc. Pia hi nu cư lợi tệ lợi dạ cần trập cửu dưỡi nà po. Khi mà mình cần bán á. Xin rê bà chị âm ra mô prắc dò à gọt làm cửa gọt sang. Cho chị em trong làng mình được ổn định. Mừng lên mọi buồn bị cùng bà, lũ âm ai tên nha làm buồn mô bà má, hắn ích mộng phân, bèm đi nọ bà vết cửa gọt sang. Hế ngào cần tùm cư là răng cái chá bèm kra, có dù hai buồn bị cùng bà tổ mạ lại đàn phần chào cơ lũ âm ai tay, lộm nhằm về chi cầm được buồn sang làm kinh, xâm lan mổ xa tốt tòa cần rập nâng, xa cần rập mừng cái chùi bầu trốt xài cực kra. Bram công trình vết bà đùm kra lét cần rập nâng dòa cơ bà truyền thiên, rùm đi nọ bà vết, cầm đi kè hạ tích đà cơ phụng âm ai tay hạc cư lục hỏa ai, có dạ nên, phụng nè làm buồn một lại cực tương kìa bếp cần rập cửu hào hương dưỡi nà. Chẳng cơ bọa đường đầm lụy rai lệ thuần lan lên ảnh quốc vết hong kẻ hạ tiếp y nụ cử lầm rau. Nói chung thì người đồng bào của mình chỉ làm rẫy làm nương, còn có tranh thủ cái việc tổ hợp tác này họ để phát triển thêm việc buồn sang con nông ngạ lọt mà. Mừng lẽ lệ bùi bị cùng bọa bực nhầm nàl, đi cơ hợp ác. Họ rất phấn khởi. Văn hóa là cái gốc, là cái nền tảng của một quốc gia, của một dân tộc. Thì cái đây là nhiệm vụ chính trị. Guru hầu hơn đàn lệ phun agha mừng xạ là cha sát dội na này giúp brahma cơ bậc đi cha làm kinh hôm nay một lần đình đăng mừng tung cư piam trút cha sa buồn sầm rau cực tử đi lấy đàn một cha làm công chiên buồn quốc chiên buồn chân thiên vật buồn này giúp lệ phun cơ mày điểm là ai cả tăng biệt đắc lại xét nông kra hoặc kia các ngàn đường mồ ngạm kra cam mọ nục trị ít kể chấp có dọa nên dì chàng phùng lạc ai âm mồ chàng ốc hà đem bọa lại nên dạp dọc hà ninh cơ bọa xì bè ngạ bạc lệ khắp cơ yên nục cơ lạc ai đìm là ra bọa đêm lộ bè cơ âm mê tìm nìa mồi nọm bà vết lại hét lại ưu ịp bạc bùn cả nạp lùi bùn bì cùng bọa cà trông bạc âm mê tê ngay dòm nàl nhằm phim chinh chùm ảo ô ở quạt làm sử dụng hàng ngày. Không chỉ làm những cái sản phẩm truyền thống như hồi xưa mà bây giờ cách tân cải tiến rất là nhiều để âm do con ông cra đúm tam đừng hạ đắp rắc này lim rồng định cầm chiến huê nụ cười rồng răng ê lộ đi con ông cra đúm tam đừng sẽ đắp biết rắc này lộng cra đúm tam đừng cơ tuệ khắp ni phụ hạ đây thì cự khắp cơ bọc bực nhầm nào màu sơn cơ tuy kể phía lại đừng định là mới tồn tại và phát triển được. Lim nịch kra cắt đập chút ôm nàl nhằm, mò lúc lem đình lăng lẫn ân kè khắp mừng phùng lạc ai từ tâm buồn sang. Có dạ nên, ế nó phùng nìa rè rèm bọa nhằm bự hội bự lù, tùm ngà bọa đạch xem bòm kra lầm cắt đập chút ôm khôn hồng bọa. Tùm plam yên chùm ao, bài chiêng, kram chì bự xem, dọ gốc hông khôn hòa hàn tích cửm đầu. Với đời sống hiện đại. Không chỉ riêng dệt thổ cẩm thôi mà mình còn phải biết làm may ra những cái đồ nhiều hơn là có thể may đồ nào mở kèm ác bằng họa mở đám kram mở lúc cất rập nụ cắn thế đây là lộm tốt cỡ nạc chồi để nạp việc đầm vượt hãy cơ nọ hạc rụi dưỡng nạp bộ. Tâm thuần ý cao, lát tuy lê mừng mụn buồn sang tâm dễ nà làm bọc kẻ bếp cất rập cổ thả kẻ khăn hòa hạt tích buồn sang, lên nên bọ mạ quạt làm, dính lâm nâng bếp chuyên thiên mừng tài nguyên. Có dạ nên, buồn sang ngay dòa chuyên thiên tụy này, bếp bên con dính cơ bọc chuyên thiên bự chạc hên. Để làm hên, cái nhằm dọ sức lấy cho chuẩn xiểm toa chuyên lăng mừng tài nguyên. Chúng tôi dựa trên cái thế mạnh của huyện đó là đồng bào dân tộc thiểu số là đa văn hóa. Trước cái năng ai cả tăng mừng cần riêng lần lại nếu buôn sang dị bẹ màu lúc cần rập cụ thật các em sẽ xì chinh cha ra bòi màn đạo màn lại cần tỏ mùi. Nên như tâm ta không ai kết cực tình bìm la ra kể bèo. Sẽ xì cần rập cụ chinh cha ra mầm nùm nông cần rập cụ sang cụm lông. Đó những cái hoạt động là có hạt động là phong tục tập quán của nhà dài. Chính quyền chỉ mang tính cần đang rất sang trẻ, cần ông gấp chắc hay là nản ra, đủ cơm bị buồn sang ngả phun. Phía hôm công trình làm kèm trực trình trả lời ngạc, nếu buồn sang mà làm một lời tự do, kìa phía cần trập cửu thả kè, cơ bộ trình thiên. Bộ chim nèm cũng biết hồng kìa phía tương buồn lệ nên nục tục bên e. Khoa cửu thả kè trình trả, mượn nên kìa phía cần trập cửu thả kè nữ buồn sang.
bản sắc văn hóa của người đồng bào. Cây chăm đi nghe tỉ rạng này thì tạc lắc lạch hạt chân tung chạc tây nguyên lạch bếp đàn lệ. Cây ngạc trúc cơ bản tung kram niềm lệ. Mừng cất rập cổ hào hương lệ đàn khôn hoa hạt tìm đầu. Sơn nâng khôn hoa cổ thật cây chinh cha ra sang cổng lông. Ấn ốc pin ea, Ấn ốc cất rần liềm giang. Mừng nụy buôn sang tung dưới nạ bé lạc mùm lì mạc. Mừng cây lạch này, cha ra tạc lắc ngạc nịch. Công trình tung kẹp phèn ngay dạng ở tia, kẹp ác nằm hoa. Dương lẽ, nạch kẹp bèo lại đàn điểm là rừng cây chập tung cân trập cổ hào hươn thả ra kèm căn. Sơ sức kẹp sang cụm lông, nàl bực nhằm, cơ bìa chết chỉnh tra ra cân đỏ choang. Mộng điểm là rừng kẹp bật xem lại đàn kẹp tui dùng mở cỡ. Chúng tôi cũng đã cử những cái đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ trực tiếp thực hiện những cái bài chiêng. Mày phân chào tôi mi pul nuôi cái thầu nuôi cái tôm mồi mà tôi nghe hàng chỉnh ác tôm cái phen ngay dạ tiền xem mồm công trình lại ăn lúa cái đập cù thật kèm cần đặc lắc màu bắp lúa tôm bản địa na hello lâu hen mày kẹp biếc cái đập cù thật kẹp mồm được buồn sang địa na bé hello lâu hen mày kẹp biếc cái đập cù thật kẹp mồm được buồn sang địa na bé xã nô kỳ lâu thôn này công trình rồi ác khâu hơn thật kẹp tôm địa na Ấn ốc chân lập ác cân trập cửu thả kết phép pháp lý tục bản viện này ở đây bị tùy lời ngạc. Cân trập cửu thả kết đạn này một lần xe xì cây tu tươn mừng thả bản tùm kera mà mổ sắp từ Tây Nguyên. Tùm kênh lòng màu lưu hạt trả bản bực bên lệ nền rù tùm mịp bồn mịp bồn sang tùy lời ngạc kết phép cân trập cửu thả kết công dinh cơ bản chân thiên cân trập cửu bản xem. Mịp bồn sang đọc càng nàng hên phép bì đắc lại hạt tịp đà. Hương thâu ổn ổn là hầu hương thả kèm mừng dưỡng nạp bộ. Hương ta tương kê cân tòa mùn trên lập ác hồng tuệ nguyện trên lăng.